Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc và cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lý Cường kể từ khi nhậm chức Thủ tướng vào tháng 3 năm 2023. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đúng vào dịp hai bên đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng như ngay sau các chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Thời gian gần đây, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp ngành và các tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc, toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay. Trung Quốc là một trong những đối tác lớn nhất về đầu tư, thương mại của Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 148,6 tỷ đô la Mỹ. Từ nay đến hết năm 2024, với đà cải thiện mạnh mẽ về thương mại trong nửa đầu năm, dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Trung Quốc có thể tiến sát mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Về đầu tư, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án FDI đầu tư mới vào Việt Nam, chiếm 29,3%. 9 tháng đầu năm có hơn 2,7 triệu du khách Trung Quốc đến Việt Nam, đứng thứ hai trong số các nước có khách nước ngoài đến Việt Nam. Hiện tại hai bên đang tích cực thúc đẩy kết nối cứng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ cao tốc, kết cấu hạ tầng cửa khẩu, nâng cấp kết nối mềm về hải quan thông minh, cửa khẩu thông minh nhằm tạo thuận lợi và nâng cao hơn nữa giao lưu thương mại giữa hai bên.